Tháo đô giao lưu đồng hồ phục vụ các bác. Đấy, nhân những cái tiện trong cái chuyện vận chuyển, em có đưa về một số đồng hồ cây cổ và là cơ. Đấy. Em không 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 nhập cái hàng dùng điện tử về nhé. Trước mắt là như vậy. Trước mắt là em sẽ toàn nhập những cái dòng cơ thôi về phục vụ các bác, toàn là những dòng em cây rất là to hoành tráng, chuông hay đó, em sẽ đưa về phục vụ các bác. Đấy. Vẫn là thằng audio nhé, vẫn là số điện thoại này các bác nhé, các bác có thể chụp ảnh màn hình lại giúp em này. Đấy. Và trong mỗi clip thì em cũng xin phép là không giới thiệu tất cả những em này, mà em sẽ giới thiệu từng em một trong mỗi clip để cho nó trọng tâm trọng điểm, cho nó đỡ loãng. Đấy, phục vụ các bác là các bác thích còn đấy thì các bác chỉ cần một clip là các bác xem được. Thì trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một em đồng hồ này. Một em đồng hồ có thể gọi là hạng A. À, một em đồng hồ có thể so sánh với loa thì nó là một em loa khủng. À, tuy nhiên thì nói chung là cũng không biết nhiều, tóm lại là quay chi tiết và giới thiệu những cái cơ bản nhất về đồng hồ để phục vụ các bác mới chơi hay là chơi lâu rồi, thì các bác có những cái thông tin cơ bản, và những bác chơi lâu rồi thì để lại comment, những cái comment về kinh nghiệm của các bác để chia sẻ cho em và các bác khác có thêm những cái kinh nghiệm hiểu biết về đồng hồ. Đấy. À, nhìn tổng thể thì đây là một em đồng hồ với những cái đường nét bo tròn, nhìn tương đối là mềm mại. Những cái góc này thì người ta đều làm bo, người ta đều làm bom bê. À, bên này cũng vậy, kể cả trên này cũng vậy. Nhìn chung đây là một em đồng hồ với cái thiết kế kiểu dáng mềm mại. Tuy nhiên cái màu vân của nó thì nó lại toát lên cái vẻ gọi là chắc chắn, lịch lãm. Rồi từ cái thiết kế về cái mặt và về cái kim. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem thiết kế cái mặt của nó. Đấy, thì với cái thiết kế này thì nó cũng rất là khác những cái em đồng hồ trước em đã bán, thì nó có những cái này nữa này. Thì tiếng Anh thì em hình dung đây là tháng này. December là tháng 12 này. Wednesday đây là thứ tư này. Đây là con đồng hồ Ugot. 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 Không biết là em đọc đúng chưa? Cái này chắc là ngày. Đấy, kim thì nó như thế này. Cũng trăng sao nhá, kim trăng sao. Đấy. Chuông rất là tuyệt vời. Em này là một sản phẩm của Đức, Wester Germany. Và cái kích thước của em này này, 12 gông 12 búa. Rồi cái chiều cao là 2,03 m, ngang là 58. Mặt số nổi lắc cây cây đàn. Rất là đẹp. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác những cái, đây là những cái hình ảnh mà theo em hiểu đấy là những cái hình ảnh của những cái đời sống của những cái người người dân có thể là người dân nông thôn ở những cái vùng Đông Đức hay Tây Đức gì đấy, Đông Đức gì đấy, ở những cái thế kỷ trước hoặc là những cái đầu thế kỷ này. Đấy, những cái hình ảnh gọi là thường ngày thôi, còn đây là hình ảnh của thiên thần đang bay đó, nhìn rất là đẹp tinh xảo. Rồi đóng vào thì nó cũng nói chung là rất hài hòa. Em sẽ test thêm chuông cho các bác nghe thử. Chuông nghe rất là hay, vang trầm ấm. Đó. Đấy. Thành quách
nhìn chung là một em đồng hồ cổ nhưng mà rất là đẹp. Đấy, để vận chuyển được những em này về tương đối là kỳ công nhé các bác nhé. Đấy, thực ra thì vừa rồi thì cũng làm một số đồng hồ thì rất là nhiều các bác khách quen đã từng mua âm ly và loa của Thắng Audio. Thì các bác không phải là không biết mà các bác rất nhiều các bác chơi và từ trước, từ bắt đầu làm đồng hồ mới làm đến nay thì cũng khoảng độ 2 tháng thôi. Nhưng mà rất nhiều bác qua và cơ bản những bác đã chơi thì toàn những bác cũng có rất là nhiều am hiểu. Và có những bác đã từng ở bên Đức rất là lâu, ở những cái nước châu Âu khác, ví dụ như Nga, rồi Ý, rồi Pháp, rất nhiều nơi. Và các bác bảo là ở bên đấy các bác ở bên đấy và các bác biết lấy được nhưng mà không biết đưa về kiểu gì, cước kèo rồi công cáng, rồi nhiều khi bây giờ để những cái giá bán như vậy các bác nghĩ đơn giản là bây giờ nếu mà vận chuyển, tự vận chuyển về thì cái tiền cước thì nó cũng phải tầm như thế này rồi. Đấy là những cái chia sẻ của các bác. Đấy. Và bây giờ thì em cũng kết hợp đưa về như này thì phục vụ các bác và đưa cho các bác những cái giá để các bác dễ tiếp cận nhất. Đấy, thôi thì mới làm thì cứ để giá nó cộng một chút, gọi là có lương, rồi phục vụ các bác là chính. Đấy, các bác có nhu cầu thì bỏ chút thời gian qua em nhé. Bày những em này gần Tết rồi, bày rất là tuyệt vời đấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, kính chúc các bác và gia đình sức khỏe. Và cuối năm thì cố gắng hoàn thành những cái công việc của cái năm cũ để chuẩn bị mình đón một cái năm mới nó vui vẻ và tốt đẹp hơn.